Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ, các vị đại biểu khách quý, các đồng chí phóng viên Đài Truyền hình tỉnh, phát thanh huyện và các vận động viên trọng tài và các đồng chí cổ động viên đã tới tham dự giải cầu lông huyện Bình Giang lần thứ 2 năm 2019. Riêng về thể dục thể thao đã đang trở thành ý thức tự giác là nhu cầu rất sống đẹp của trẻ em Bình Giang, xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu của
áo xanh, quần đỏ. Các cầu thủ của xã Nhân Quyền trong trang phục áo trắng xanh. Xin mời quý vị các bạn trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao của huyện Bình Giang để đón xem các trận thi đấu trong khuôn khổ giải cầu lông kỷ niệm 98 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đây là giải lần thứ hai do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Giang phối hợp với Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Bình Giang tổ chức. Giải đã thu hút 50 vận động viên đến từ 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện tham gia thi đấu. Tỷ số lúc này là 11-6 nghiêng về các cầu thủ của Kẻ Sạt Bình Giang. Vâng, pha đá bóng rất tốt của các cầu thủ áo xanh nón chuối. 13-6. Rất tiếc bóng không qua lưới. Rất tốt. Và đánh bóng lỏng cổ tay của các cầu thủ thị trấn Kẻ Sạt. Bóng trong sân. Còn đây chơi quả bé này rồi. Số nữa thôi thì các cầu thủ của Kẻ Sạt sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Và 21-8. 20-8. Chỉ còn một điểm số thôi là các cầu thủ của thị trấn Kẻ Sạt sẽ giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Sân. Và chiến thắng set đấu thứ nhất đã thuộc về các cầu thủ của thị trấn Kẻ Sạt. Và một hình ảnh rất là hy hữu trong các giải cầu lông. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với set đấu thứ hai. Trên sân số 1 của cặp đấu giữa thị trấn Kẻ Sạt huyện Bình Giang gặp cặp đôi của xã Nhân Quyền. Chuyển cầu rất linh hoạt của các cầu thủ thị trấn Kẻ Sạt. Và bỏ nhỏ không thành công.
tiếp tục là sự cố gắng của các cầu thủ Kẻ Sật. Và sự cố gắng đó đã mang lại điểm số thứ tư cho cặp đôi của mình. Bóng ngoài sân. 5-1. Và đánh bóng không như ý muốn của cầu thủ Nhật Quyền. Tiếp tục là pha mất điểm rất đáng tiếc của cặp đôi áo xanh. Điểm số rồi. Và tỷ số lúc này là 8-1. Rất tốt. Và đặt bóng dứt khoát của cầu thủ Nhật Quyền. Tiếp tục là pha ghi điểm tiếp theo của các cầu thủ Nhật Quyền. 4-8. Sân 9-4. Đây là được dự báo là một trận thi đấu hết sức nhàn nhã dành cho các vận động viên của thị trấn Kẻ Sật. Và điều có nói cơ bản là đánh cầu là phải qua lưới. Và cứ bóng rất tốt. Tuy nhiên cũng không ghi điểm số trong pha bóng này. Và điểm số tiếp tục thuộc về các cầu thủ của thị trấn Kẻ Sật. 14-4. Bóng có vẻ ra ngoài sân. 5-14. 6-14. Tốt. Và đánh bóng ở khoảng trống giữa hai vận động viên đối phương. Thời điểm này đã chơi bóng lỏng tay. Và để cho các cầu thủ Nhân Quyền lên điểm số thứ 7. Bóng ngoài sân. Pha đầu bỏ bóng tương đối tốt. Tuy nhiên bóng lại đi ra ngoài sân. Rất đáng tiếc. Tiếp tục là pha bóng ngoài sân nữa. 18-7. Một điểm số rất may mắn dành cho cầu thủ Nhân Quyền. Bóng lật lưới và rơi xuống sân đối phương. Một sự điều chuyển bóng rất thông minh của cặp đôi Kẻ Sật. Rất tiếc. Đánh bóng hơi nhẹ tay. Và một pha không hiểu ý nhau. 21-8. Và như vậy là trận thi đấu đã thuộc về các cầu thủ của thị trấn Kẻ Sật, huyện Bình Giang với chiến thắng 2-0. Xin chúc mừng các chị. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với nhà Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Bình Giang để đón xem trận thi đấu tiếp theo trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi phụ nữ huyện Bình Giang năm 2019. Trận thi đấu diễn ra giữa hai đội, hai câu lạc bộ cầu lông giữa
Tráng Liệt và xã Thái Học, huyện Bình Giang. Đây là những hình ảnh trong xét đấu thứ hai. Và trong xét đấu thứ nhất thì các cầu thủ xã Tráng Liệt đã giành chiến thắng với tỷ số sát sao. Và xét đấu thứ hai này, hai đội đang dẫn nhau với điểm số 13-12, nghiêng về các cầu thủ của Thái Học. Và bỏ bóng không thành công của các cầu thủ Tráng Liệt. 14-12. Dự báo là ngang tài ngang sức, bởi trong xét đấu thứ nhất thì các cầu thủ của hai bên giằng co nhau từng điểm số một. Và tấn công rất tốt của cầu thủ xã Thái Học, 16-13. Đôi của mình 17-18. Và một pha không hiểu ý nhau của các cầu thủ áo xanh, các cầu thủ Thái Học. 18 đều. Đội tuyển Thái Học nên có một sự hội ý chiến thuật để cắt chuỗi lưới điểm của các cầu thủ đối phương. Số nữa thôi thì các cầu thủ
sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Bóng ngoài sân, rất tiếc cho các cầu thủ xã Thái Học. Và như vậy là các cầu thủ Tráng Việt đã giành chiến thắng trong trận đấu này với tỷ số 2-0. Xin mời quý vị và các bạn đến với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Bình Giang để đón xem trận thi đấu tiếp theo trong khuôn khổ giải cầu lông phụ nữ huyện Bình Giang năm 2019. Trận đấu diễn ra giữa hai đội Vĩnh Hồng và Bình Xuyên. Các cầu thủ Bình Xuyên trong trang phục áo đỏ quần đen và các cầu thủ của xã Vĩnh Hồng trong trang phục áo xanh nó chuối quần đen. Bên phía Vĩnh Hồng là các cầu thủ Đinh Thị Tươi và Nguyễn Thị Lý. Xã Bình Xuyên trong trang phục áo đỏ là các cầu thủ Vũ Thị Tâm và Nguyễn Thị Thu. Điểm số lúc này là 4-1 nghiêng về các cầu thủ của xã Vĩnh Hồng. Bóng lỏng tay rất tốt của các cầu thủ Vĩnh Hồng. 6-1. Đây là giải lần thứ hai Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Giang phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức, đã thu hút 50 vận động viên tham gia đến từ 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Ngoài ra, giải đã thu hút một lượng lớn khán giả và người dân trong huyện đến xem và cổ vũ động viên cho các vận động viên của mình. Đây là giải được tổ chức nằm trong các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 9 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Thủ của Bình Xuyên, một tỷ số rất cách biệt. Bóng ngoài sân, pha bóng đánh rất mạnh của Vũ Thị Tâm, đặt bóng rất tốt. 12-3. Tiếp tục là một pha điều bóng ngoài sân, điều bóng không thành công của Nguyễn Thị Thu. Một khoảng trống khá lớn xuất hiện giữa hai cầu thủ áo đỏ và đây là khoảng trống rất lý tưởng để các cầu thủ áo xanh khai thác. 14-4, cách biệt 10 điểm.
sân. 16-6. Và đá bóng rất uy lực của các cầu thủ Vĩnh Hồng. Đã giành chiến thắng với tỷ số 21-6. Hai bên đổi sân về tiếp tục thi đấu trận đấu thứ hai. Chéo sân của các cầu thủ Vĩnh Hồng mang lại điểm số thứ ba. Rất nhẹ nhàng. Những pha bóng rất đơn giản và hiệu quả của các cầu thủ của xã Vĩnh Hồng. Bóng ngoài sân. Pha bỏ bóng rất tỉnh táo của Vĩnh Hồng. 5-0. Rất tốt. Điểm số thứ 6 cho Vĩnh Hồng. Tuy nhiên cầu thủ trọng tài đã cho các cầu thủ Vĩnh Hồng phát bóng lại. Số may mắn, bóng lật lưới và rơi sang phần sân của đối phương. Cho đến thời điểm này thì các cầu thủ áo đỏ vẫn chưa ghi được một điểm số nào. Và tỷ số lúc này là 10-0. Rất khó khăn cho các cầu thủ xã Bình Xuyên. Những pha đều bóng hết sức nhẹ nhàng của các cầu thủ Vĩnh Hồng. 11-0. Tỷ số hết sức chênh lệch và khó có thể san bằng tỷ số này.
rất hiểu ý nhau. Các cầu thủ của Vĩnh Hồng rất hiểu ý nhau. Một pha cúi đầu nhẹ đã ra hiệu cho cầu thủ tuyến sau tiếp xúc cầu. Và điểm số đầu tiên cho các cầu thủ của Bình Xuyên. 2-14.
theo lứa tuổi từ 25 đến 40. Lứa tuổi này chia làm 2 bảng. Độ tuổi từ 41 đến 55 chia làm 4 bảng. Và độ tuổi trên 56 có 1 bảng. Và như vậy là các cầu thủ sẽ thi đấu trọn vẹn một ngày. Và kết thúc trong buổi chiều ngày hôm nay. Tổng số 16-8. Một tỷ số rất cách biệt. Trong set đấu thứ nhất thì giành phần thắng sẽ đã thuộc về các cầu thủ của xã Nhân Quyền. Và đây là set đấu của Tráng Liệt. Họ đang dẫn với tỷ số 17-8. Tốt. 19-8. Vẫn rất may mắn. Một điểm số may mắn cho các cầu thủ của Nhật Quyền. Số thứ 10 cho các cầu thủ Tráng Liệt, các cầu thủ của Nhất Quyền. 19-10. Rất nỗ lực. Vẫn còn trong sân. Không được. 20-10. Rất cố gắng của các cầu thủ Nhất Quyền. Tuy nhiên điểm số thì lại được ghi cho các cầu thủ của Tráng Liệt. 11-20.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.